Hello, xin chào các bạn. Hôm nay chủ nhật nghỉ, hai vợ chồng ở nhà làm món cá lướng giấy bạc các bạn. Đây cho cụ vợ mình nó đi lấy xả mấy giềng ấy. Tí dã nha. Lấy trong con cá đây này, tí bỏ ra mà ướp đi. Lúc nào ướp thì gọi anh. Để anh đi ra anh nhóm bếp ra. Không biết còn tí than nào không đấy đã. Hình như là còn đấy các bạn. Bây giờ than nhà mình để đâu hết nhỉ? Còn than à, đây rồi. Còn than đây rồi các bạn. Ê, tha hồ nhá. Than này có mà thoải mái, thế nhưng mà phải lấy cái gì để gắp chứ. Tay này mà ấy vào là hơi bị bẩn đấy. Thôi, để cái đôi đũa này gắp đi. Ngược ngược đũa lên. Cái này thì làm nó cũng đơn giản lắm mà, có gì đâu. Tí ấy cá này có anh nhá, cứ rửa đi. Hình như là còn ít ga quá, sợ không đủ ga để ấy rồi. Thôi khò tạm cho nó nóng một ít xong bắt đầu quạt vậy. Em quạt cho. Anh già. Anh già nó bắn đi ra đi em ơi. Cái này thì khò này thì nó nhanh, nó không phải dùng củi để đốt. Bây giờ tiện chứ ngồi nhóm cái đống này thì chắc là đi tối không ấy được. Chả lương. Đâu, ướp cá đâu. Để anh nêm gia vị cho. Cứ hình như là thiếu. Có ngũ vị hương không? Thiếu ngũ vị hương em ạ. Không, lần trước không cho ngũ vị hương. Có. Có cho một ít mắm tôm thì cho thôi. Mắm tôm đâu? Trong kia. Ít mì chính này. Bên kia. Ok rồi. Một ít cái này thôi nhá, xong cho mắm tôm vào thôi. Bụng của nó nó ngấm. Cái này là ngoài của nó thì ấy đâu, bụng của nó. Rồi mang đây cho anh. Ừ đúng rồi. Bụng của nó. Ok một tí thôi nhá. Thêm một xíu nữa. Để đậm thì còn ăn cuốn. Thôi. Nó là nước tôm không rắc đều à? Nó là nước thôi, mà. Thôi. Ok thôi thôi, cho một tí mắm tôm đi. Đâu là cho thơm cái quá. Thơm mà. Thơm mà. Tí nữa. Thôi. Lần trước á. Bụng. Lần trước thơm lắm đang ạ. Ừ lần trước đang không được ăn nhỉ. Lần trước chị okay. Nằm ở đâu đó. Thế này thôi. Bây giờ trộn thật đều ra, ướp khoảng tầm 10-15 phút. Xong bắt đầu thì mới bọc giấy bạc vào các bạn nhé. Bởi vì bản chất của cái việc mà mình gói giấy bạc mình ấy nó ra thì nó cũng ngấm. Đấy, hôm nay cho mụ vợ mình nó trổ tài. Hôm nay mình chỉ quay thôi, chuẩn bị mấy cái đơn giản thôi. Nào nhìn đây cười cái sao nào. Nào nhìn đây cười cái sao nào. Nào cái này cũng... sẽ phải lấy một cái mâm. Đây. Không cần quạt đâu đâu. Mình sẽ bỏ cái giấy bạc này ra để cuốn. Cần to không? Cứ thế này thôi nhỉ? Thử ướm thôi nào. Vừa. Hoặc là quay chiều kia. Đây quay chiều này đi. Quay chiều này đi. Không, chiều này thôi. À chiều này một lượt xong bắt đầu mấy chiều kia một tí nhỉ? Cho các cái đồ ấy vào. Quay nhiều khi cho sáng tối quá. Giờ đây các bạn nhìn này. Úi dồi ôi. Ngon cực kỳ luôn. Ơ thế còn cái mỡ kia em để ở đâu? Em để bên kia cho nó ra cái mỡ cho nó ngon. Cho một ít vào bụng. Không sợ nó khô. Quấn tầm mà. Bóp tầm mấy vòng thôi. Ba vòng thôi. Không nó rách ấy. Không có đầu có cuối không nó rách. Rồi xé đây.
Đấy. Vừa hết một quận giấy bạc luôn. Ok, đã xong. Rồi, để nó đây. Để gấp đây. Đấy, đặt nó lên đây. Ui dồi ôi, nóng lắm. Đấy, đặt đoạn nào thì tí nữa đặt lên mà xong lật đều cho nó. Bây giờ cứ cho nó nóng dần lại. Này. Trông nóng lắm. Đấy. Các bạn nhìn chưa này, khói đã bắt đầu nó bên trong nó sôi các bạn này. Là nhìn này, bên trong nó nóng nó bốc lửa ra này. Đấy. Thơm lắm, mùi xèo xèo này. Các bạn nghe nhé. Wow, bắt đầu dậy mùi rồi. Thơm lắm rồi. Bắt đầu đây có mùi thơm dã man luôn. Trong cái thời gian chờ cái này ấy, thì mình sẽ đi chuẩn bị ít rau thơm với cả ít các cái đồ ăn kèm nhé. Để tí sẽ làm món cuốn. Cuốn cá nè các bạn. Cuốn, món cuốn ấy. Ở quê mình thì hay ăn cái kiểu như là cuốn các loại rau vào cái rau này, bún này, mấy cả cá này. Đấy, nói chung là thành một cái món gọi là đơn giản nhưng gọi là món cuốn thôi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt hơn, mọi lần chuẩn bị cuốn này ăn mấy cá kho. Nhưng mà hôm nay này, chuẩn bị cá lướng. Giờ đã chín được khoảng tầm 70-80% rồi các bạn. Giờ cho nó... Đây này, nhìn này. Đây, nhìn khói này. Nó phụt cái hơi này ở da đầu này luôn này. Nhiệt độ cực kỳ nóng luôn. Này, thơm lắm rồi. Thơm phức. Một tí nữa sẽ lật con này lên. Để một tí nữa xong lật. Mình sẽ cho dịch cái này ra chín ở bên đầu hoặc bên đuôi một tí. Thì sợ nó không chín đầu mà chín đuôi ấy. Tại cái này của bếp mình nó ngắn. Đã bây giờ phải dịch nó ra để cho nó chín phần đầu và chín phần đuôi. Đấy. Trong thời gian chờ đợi ấy thì đi làm cái món rau với cà rốt. Em làm ngô luộc. Không, ngô lướng đi, không luộc đâu, để lướng. Lướng ngon lắm. Wow. Hôm nay sẽ có món ngô lướng. Có món ngô thơm lắm các bạn nha. Thêm được mấy củ khoai nướng cho nó còn hai bắp nữa. Mà nướng này thì tí cá chín là ngô nó sẽ chín luôn. Nóng quá. Ai à. Nóng quá. Các bạn nhìn chưa? Ngô đây nó cũng ra hơi này, nhìn này. Ra hơi này. Nó chín mà. Ngon quá bạn. À. Cái gì đây? Món gì đây? Không. Món canh chua nhá. Canh chua cá quả. Thế già ơi, cũng sắp được ăn rồi. Ngồi cứ lăn quanh. Cá thì chắc khả năng cao là chín rồi các bạn ạ. Cá là chín rồi. Đấy, cá như này là chín này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cái vỏ bạc nó đổi màu hết rồi. Nó sang màu nó hơi sẫm sẫm màu. Chín rồi. Bây giờ cần chờ ngô mới khô khoai cho nó chín, ngô chín khoai xong bắt đầu thì mình mang lên thôi. Ngô khoai. Đi đâu ấy? Ai trẻ trâu tập võ. Giờ ai già lắm quá. Cái này cái vỏ ngoài này các bạn để thoải mái, đen đen này thôi nhưng mà ở trong nó không bị vào đâu. Tại vì mình để cho cái vỏ nó dày rồi. Để cho cái vỏ nó dày nướng nó mới không bị vào trong. Mỏng quá là nướng tí nó cháy mất lớp ngoài ngay. Nó vào bên trong ngay. Kể ra này mà có cái gắp ấy thì nó sẽ dễ hơn. Nó có cái gắp dễ. Ôi bay ra ngoài rồi. Đấy. Bay ra ngoài rồi. Củ này là củ to nhất này. Ui dồi, nóng. Ui nóng. Nóng quá. Củ này gần chín rồi. Cái bắp này là gần chín rồi các bạn này. Nhìn này các bạn nhìn chưa này. Gần chín rồi. Tí nữa cá chín là ngô cũng chín thôi.
Ok ok ok, sạch rồi đấy. Các bạn nhìn nó bốc khói chưa? Nhìn này. Bây giờ sẽ từ từ đấy, để lật cái này á, lật cái ngô đó, quay ra đây. Xem nào. Lật ngô đã không cháy hết rồi. Ngô đã không cháy hết rồi. Ok, ngô chín nục rồi. À đâu? Tại sao đây nào? Bóc cắt ra. Nhìn thấy chưa? Đây. Em có nhìn này. Bây giờ nhé. Wow, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi, nó bắt đầu. Chỉ cần đẩy cái này ra thôi. Ok. Đấy. Cái này là nó bị dính mất cái da vào rồi các bạn ạ. Nhưng không sao, vẫn ngon. Ok, giấy bạc này là ok rồi đấy. Tí mình sẽ dở ra thế này thôi các bạn. Không cần cho ra quá đâu. Các bạn nhìn nó bốc khói chưa? Nhìn chưa? Wow, cực kỳ hấp dẫn luôn nhá. Nhìn thì nó vàng ươm này các bạn nhìn này. Những cái chỗ này nó khô hết này. Đấy. Các bạn nướng như này là tầm như mình nướng ở đây hôm nay nướng là khoảng tầm 45 phút đấy. 45 phút thôi. Là các bạn nhìn cá này, con cá của mình cân 2 này, nhìn nướng chín hết rồi này. Đấy. Ok các bạn. Giờ sẽ nên mà ấy thôi. Còn giờ cho chín nốt cái ngô này đã. Ngô này cho nó chín nốt đi. Ngô khoai cho chín nốt đi. Chín nốt ngô rồi. Cá này. Wow, các bạn nhìn chưa? Nó bốc khói này. Hấp dẫn không? Nhìn ngon không em? Đấy. Giờ chờ lốt ngô xong rồi để lên ăn thôi. Chuẩn bị tất cả các đồ rồi. Ngô chín rồi các bạn nhé. Cái này là nó nước vỏ nó bị hơi đen một tí nhưng mà bên trong nó sẽ chín. Đây các bạn nhìn này, bên trong nó sẽ chín hết như này này. Chín rồi đấy, bắp mày là chín rồi này. Bắp mày chín rồi này. Bây giờ mình sẽ đấy xong mà bỏ hai cái bắp mày ra cho nó nguội nhá. Ôi, chín rồi. Giờ sẽ ấy thôi. Nhấc luôn cả ba củ khoai ra cạnh cái bắp ngô đi. Đây, chín rồi đây. Ok, xong rồi, đi rồi. Ôi, để anh bê cho. Ôi, để anh bê đó. Ok các bạn nhá. Ôi, video nướng cá với nướng ngô khoai của mình tạm dừng thôi. Ôi, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.